Ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận cho biết vừa có văn bản thống nhất phương án triển khai thanh thải, khơi đào lòng sông Phan nhằm hạn chế ngập lụt trên đoạn đường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam nhận được công văn của Ban Quản lý Dự án Thăng Long về việc thanh thải, khơi đào lòng sông Phan đoạn từ hạ lưu cống K25+416 đến hạ lưu cầu sông Phan km 24+348. Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết Dầu Dây thuộc cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Sau khi khảo sát thực tế vào ngày 30 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Hàm Thuận Nam cho biết đoạn đề nghị thanh thải khơi đào lòng sông Phan có chiều dài 1.500m, chiều rộng lòng sông tính từ hai bên bờ khoảng 25m. Trước đó, vào ngày 29 tháng 7, tại lý trình km 25+419 cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, đoạn qua tỉnh Bình Thuận, xảy ra ngập nước, gây ách tắc giao thông trong nhiều giờ.